Rồi, hello anh em nhé. Hôm nay em lên hình giao lưu cho anh em họ ghi mã số là 211 các bác nhé. Em này chuẩn dáng chim ngũ trường anh em nhé. Đấy, ngũ trường. Đấy, em này màu rất là mỏng luôn các bác nhé. Màu mỏng như lá lúa luôn. Đấy, mẫu chim này thì hot rất là hay và rất là màu mỏ nha các bác nhé. Đấy, mẫu chim này anh em chăm lửa rất là dễ luôn. Nếu anh em chơi hot nhiều thì những chim này sẽ biết nha các bác nhé. Rất dễ lên lửa và điện đóm thì cực kỳ ổn định. Đấy. Em này thì cao cầu trường chim, mặt mũi lông lá sáng sủa nhá anh em nhá, mỏ rất mỏng và dài luôn, chuẩn dáng chim ngũ trường cho các bác, đẹp tuyệt vời nhá anh em nhá. Bản đuôi lá vả đẹp xuất sắc luôn. Em này mã số là 211, giao lưu với anh em 1.700.000 nha các bác nhá. Em ngũ trường đấy, chuẩn chỉ dáng người mẫu về anh em chăm chơi nghe hot nha các bác nhá. Đấy, chim thì lô này em lên nha các bác thì đều là chim em đã chăm khoảng hơn tháng rồi nha các bác nhé. Đấy, chim khoảng nửa năm lồng và đã về nhà em, về tay em chăm khoảng hơn tháng rồi các bác nhé. Đấy, cũng 4-5 tuần rồi các bác. Ở nhà em chăm thì rất là kỹ luôn. Đấy, ngày nào cũng trời nắng như này nha các bác nhé, ngày nào cũng tắm tát. Đấy, sâu dế rồi là tắm tát thường xuyên. Cám ngon vã vào các bác nhé. Nói chung là giờ chim nó đã rất khỏe mạnh rồi. Đấy, về anh em chăm là sẵn chơi rồi nha các bác nhé. Đấy, về anh em chăm chơi nghe hot các bác nhé. Hàng này thì đều là chim đã hot rồi. Đấy, với lên sóng clip cho anh em nhé. Sáng ra mái suy gái là hot ở trong học bồng bầm luôn các bạn. Đấy, em này mã số là 211, giao lưu với anh em là 1.700.000 con nhé. Anh em nào xem kết alo cho em qua số điện thoại 0978 767 689 các bác ạ. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Đây nha các bác nha. Đấy, tiếp đến thì lên hình cho anh em họ Mi này là mã số là 212 nha các bác nhé. Đấy, em này thì là em này nó em mới nhổ đuôi đi các bạn. Bởi vì là đuôi nó xấu, nó rách quá, vận chuyển nó rách quá nên là em nhổ đuôi đi. Đấy, về để anh em chia sẻ lại cho anh em, về anh em chăm lại lông đuôi các bác nhé. Đấy, anh em chăm khoảng hơn tháng thôi, tháng đến tháng rưỡi đấy, 5-6 tuần thì đấy là con chim nó sẽ mọc ra lông đuôi đầy đủ nha các bác nhé. Đấy, em này thì mã số là 212 đấy, và giao lưu cho anh em về để anh em chăm lông với giá là 1.300.000 nha các bác nhé. Đấy, chim chân tay móng mỏ đầy đủ, không hề tật lỗi gì hết các bác nhé. Đấy, về anh em chơi vẫn bình thường, chỉ là nó chưa có đuôi thôi, về anh em phải mất một khoảng thời gian để anh em chăm và dưỡng lại bộ lông đuôi cho nó. Đấy, chăm dưỡng lại thì cũng rất là đơn giản thôi anh em ạ. Anh em cứ trời nắng mùa hè này thì anh em chỉ có cho tắm nhiều một chút. Đấy, cho tắm nhiều cho con chim nó mát mẻ, lông lá nó mượt mà các bác nhé. Đấy, em này thì khá là tĩnh chim, mặt mũi đầu mặt đẹp. Đấy, mới bắt ra nhổ đuôi nhưng mà nó không sợ đâu các bác nhé, nó vẫn rất là tĩnh chim. Đấy, nhảy thì nhảy khôn, không đâm mặt vào lồng, không xứt sát mặt mũi gì hết các bác nhé. Đấy, em này thì giao lưu anh em 1.300.000 thôi. Anh em kết thì alo cho em. Rồi, cảm ơn anh em nha các bác nha. Tiếp đến là giao lưu với anh em này mã số là 213 nha các bác nha. Đấy, em họ Mi già rừng, chuẩn chim già rừng các bác, móng mèo nha anh em nhé. Đấy, mẫu chim đuôi lá vả cao cầu này. Mẫu chim rất đẹp, đuôi lá vả khá là to các bác nhé. Đẹp chim hot tốt. Đấy, em này ở trong học mái suy, buổi sáng ra mái suy là hot rất là mau mỏ nha các bác nhé. Đấy, anh em nào mà chơi chim hot này mua về là sẵn chơi luôn này các bác này. Đấy, 213 nhé, em này giao lưu với anh em 1.800.000. Đấy, mặt mũi lông lá đẹp nguyên các bác nhé. Đấy, cánh vắt chéo. Đấy, anh em nào kết thì alo cho em, mã số là 213 các bác nhé. Chim cao cầu chân dài như người mẫu luôn các bác nhé, đuôi lá vả đẹp to. Rất đẹp anh em nhé, rất đẹp và mò mò luôn. Nếu anh em kết thì alo cho em qua số điện thoại 0978 767 689 các bác nhá. Đấy, chim tại Tuyên Quang và có ship toàn quốc cho anh em luôn. Đấy, hỗ trợ anh em thanh toán nhận tiền qua ga tàu nhà xe nhé các bác nhá. Đấy, nhưng mà tạo điều kiện thuận lợi và dễ dàng nhất để cho anh em mình có thể giao lưu. Đấy, còn nếu anh em nào tin tưởng rồi, anh em đã mua của em rồi thì anh em biết. Đấy, sẽ rất là dễ thôi. Đấy, với những anh em mà
chưa mua lần nào mà anh em ở xa thì cũng hỗ trợ anh em là thu tiền như vậy. Rồi ok anh em nhá. Rồi lôi anh em nhá. Tiếp đến thì giao lưu với anh em này mã số là 214 nhá các bác nhá. Đấy, hình cho anh em mà em họ mì mộc xòe bản đuôi cực kỳ to luôn các bác nhá. Đấy, giao lưu với anh em này là giá là 2 triệu đồng nhá các bác nhá. Đấy, em họ mì gọi là đẹp xuất sắc luôn các bác nhá. Lông lá bóng bẩy mượt mà. Đấy, bản đuôi xòe to hết bản luôn các bác nhá. Và bản đuôi rất to và dài. Đấy, anh em nào kết thì có thể alo cho em. Đấy, em mộc xòe này các bác nhá. Đẹp xuất sắc luôn. Đấy. Em này thì cao cầu chân khô chim chuẩn ra rừng nhá anh em nhá. Đấy. Chim đã hot tốt trong học về anh em là tách riêng là lồng đuôi là sẵn chơi này, treo ra là treo chỗ thoáng mà tính chim là hot nha các bác nhá. Đấy. Thằng này về anh em có máy thì anh em ốp vào để chơi được ngay các bạn. Đấy. Anh em nếu mà không có máy anh em cứ chọn chỗ thoáng anh em treo ra. Đấy. Anh em bật máy điện thoại suy kiểu gì nó hot nha các bác nhá. Vì là con chim nó rất là mong mỏi và hot nhiều trong lòng các bạn. Đấy, em này đẹp xuất sắc luôn, bạn đuôi xòe to luôn anh em nhé. Chim mộc mà mặt mũi đẹp như chim thuần luôn, không hề xuất sát một chút nào các bạn nhé, đẹp nguyên. Nhảy đi nhảy lại chứ không bao giờ đâm mặt vào lồng, không bao giờ đâm mặt vào bọn mộc tinh nha các bạn nhé, bởi vì hàng này là đã qua tay trăm rồi. Đấy, về anh em sẵn chơi các bạn nhé, và hàng này thì về anh em cũng rất là dễ thuần thôi, bởi vì nó nhảy rất là khôi các bạn. Em 214 này giao lưu anh em 2 triệu đồng, các bạn kết thì có thể alo cho em. Cảm ơn anh em nhá. Bản đuôi em này đẹp xuất sắc luôn. Nếu mà anh em chơi lồng đuôi còn đẹp hơn nhiều nữa các bạn nhé. Này, chẳng qua chim mộc thì không đủ lồng đuôi nhốt thì em nhốt hết vào hộp tập trung các bạn. Này, cái em nào hot thì tách riêng ra để quay clip lên cho anh em. Cái này 214 và giá giao lưu anh em là 2 triệu đồng nha con nha. Đấy, tiếp đến là giao lưu anh em này mà mã số là 215 nha các bác nhá. Đấy, em này cũng là một em chim họ mi đuôi xòe này các bác này. Đấy, chân mỏ vàng đẹp xuất sắc luôn các bác nhá. Em này bản đuôi rất là dày luôn. Đấy, anh em có thể nhìn thấy này. Đấy, bản đuôi rất là đẹp các bác nhá. Đấy, em này chim khá là to. Đấy, anh em nào thích chim to thì có thể chốt em này nha các bác nhá. Em này mã số là 215, giá giao lưu với anh em là 2 triệu nha các bác nhá. Em kết giá lưu cho em. Chim thì nhìn rất là giữ chim các bác nhá. Lồng lá mượt mà bóng bẩy về anh em sẵn chơi này các bác nhá. Em này mỏ thì cũng khá là mỏng nha các bác nhá. Mẫu chim hot tốt. Chơi tốt trong học rồi. Toàn chim già rừng hết các bác nhá. Anh em có thể nhìn chân, chân khô đét, cao cầu đẹp. Đầu mặt hai họa nét căng. Bạn đuôi xòe to tướng luôn anh em nhé. Anh em xem nếu mà ưng mắt alo cho em qua số điện thoại 0978 767 689 nha các bác nhá. Ship tại Tuyên Quang mà có ship toàn quốc cho anh em luôn. Hàng này thì đã qua tay trăm rồi nha các bác nhá. Cám cứng rồi, nửa năm lồng rồi. Sang lồng ok rồi, sang lồng rất là dễ, tắm tác như vịt luôn các bác nhá. Với anh em là cho tách riêng cái lồng là sẵn chơi sẵn trăm rồi nhá các bác nhá. Đấy, anh em xem kết thì alo cho em này mã số là 215 nhá các bác nhá. Đấy, tiếp đến lại lên hình cho anh em mà em họ mi đuôi xòe nữa này các bác này. Em này mới đuổi trong học ra chưa tắm nên là lông lá nó hơi sơ sát một chút các bác nhá. Này thì anh em cho tắm lại chim nó sẽ rửa lông lại, nó sẽ mượt mà bóng bẩy, nó lại đẹp ngay các bác nhá. Đấy, đây là bề ngoài thôi. Cái lông này thì anh em cho tắm 1-2 lần là sẽ hết nha các bác nhá. Đấy, em này thì cao cầu đuôi hot lúc nào đứng vảnh lên này các bác nhá. Nhìn rất là đẹp luôn. Đấy, mẫu chim rất là nhiều anh em hỏi. Hôm nay mới chọn được một con trong học, thấy hay suy mái thấy nó hot thì đuổi ra để quay lên hình luôn cho anh em. Đấy, nên là chỉ kịp tắm lông lá hơi sơ xác anh em ạ. Em này mã số là 216 nhé các bác nhé. Bạn chim đuôi xòe cao cầu. Đấy, mẫu chim này thì là rất nhiều con là đập vảy đuôi như khiếu nhé các bác nhé. Thế anh em chăm chim chơi chim nhiều anh em nhìn mẫu chim này thì rất là nhiều anh em sẽ thích. Đấy, chim em này thì móng mèo các bác nhé, móng mèo cao cầu đẹp. Đấy, mẫu chim hot tuyệt vời luôn các bạn. Đấy, em
216 này thì giao lưu với anh em 1.700.000 nha các bác nhá. Bản đuôi xòe. Đấy, anh em kết thì alo cho em nha các bác nhá. Đấy, chim có điện. Đấy, về anh em sẵn chơi rồi anh em ạ. Em này là em 218 nhé các bác nhé. Em họ mi bụng to các bác. Đấy, em này quả to. Anh em nhìn này, đẹp. Cái này rất đẹp luôn, rất đẹp chim luôn các bác nhá. Bụng to vừa dài. Đấy, anh em nhìn chim màu tay các bác nhé. Chim này là gọi là chim chuyển lên các bác nhá. Chim chuyển lên gọi là chim ở trong Việt Nam anh em gọi là chim chuyền, còn ở ngoài này gọi là chim bánh tẻ nha các bác nhá. Ngoài Bắc bọn em gọi là chim bánh tẻ. Đấy, cho ngón tay vào nó mổ các bác này. Đấy. Nếu anh em nào thích cái hàng chim thuần mổ tay này có thể alo cho em nha các bác nhá. Đấy, số điện thoại 0978767789 nha các bác nhá. Đấy, anh em về sâu dế này, hoặc là anh em cho ngón tay vào này, là mổ. Cái này về anh em làm chim khách chơi được với người nha các bác nhá. Đấy, anh em thấy không? Cho tay vào nó mổ. Hàng này nếu mà anh em biết chăm thì thấy người nhá. Chỉ cần mở áo ra, thấy người là hot các bạn. Em này bộ khá to luôn. Mã số 218 nhá các bác nhá. Giao lưu anh em 1.900.000. Bộ to. Thuần mổ tay các bác nhá. Em cứ cho tay vào nó mổ mầm luôn. Đấy là chim trong học em còn ít tiếp xúc ấy, nó cũng không quen lắm, nhưng mà anh em chăm nó quen mặt chủ nhá, thấy người là búng cánh, thấy người là nó hot rồi nha các bác nhá. Chim có điện các bác nhá, mái suy là chơi. 1.900.000 em mã số 218 này các bác nhá. Đấy, lên sóng cho anh em này mã số 219 nhá các bác này. Em này bụng to. Đấy, bụng to tướng luôn anh em ạ, nhìn đứng chất học luôn này các bác này. Đấy, anh em xem này, chim vàng đẹp các bác nhá. Đứng chặt học luôn. Mấy em chim hoàng bi già dựng bụng to nhá. Đấy, anh em nào mà chim bụng to thì có thể alo cho em. Đấy, chốt em này rất hợp lý luôn các bác nhá. Giao lưu anh em 219 này giá 1.900.000 nha các bác nhá. Chim đẹp cực kỳ luôn. Đấy, đã hot nhiều trong học, mái suy là hot các bác nhá. Đấy, về anh em sẵn chơi. Đấy, anh em nào kết thì alo cho em. Em họa mi bụng to các bác nhá. Về hàng này em nuôi trong học thì không bằng những anh em nuôi ở lồng được, nên là về anh em chọc lại là lên form lên bộ sẽ đẹp hơn rất nhiều các bác nhá, vì em nhiều chim mà. Đấy, chăm kỹ được như anh em chăm hai con ở nhà được. Đấy, nên là về anh em chăm lại một thời gian chim nó sẽ đẹp hơn rất nhiều các bác. Những em bụng to này về anh em chăm xong này lên bóng bộ nó đẹp hơn như này rất nhiều các bác nhá. Em này thì hai họa rất là nét, hai họa đều nhau nét căng luôn các bác nhá, bụng to đứng chất học. Đấy, nghe là kết alo cho em các bác nhá.